Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Thượng nghị sĩ John McCain cùng các Thượng nghị sĩ trong Ủy ban Quân lực Thượng viện Hoa Kỳ đang thăm làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng, sẵn sàng và mong muốn tiếp tục đẩy mạnh quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ trên cơ sở tôn trọng thể chế chính trị của nhau, cùng có lợi vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Trên tinh thần này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ việc bãi bỏ chương trình thanh tra cá da trơn của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tăng cường quan hệ thương mại theo hướng Hoa Kỳ tiếp tục duy trì nhập khẩu của Việt Nam và trao đổi, tìm cách từng bước đưa hàng hóa Hoa Kỳ thâm nhập thị trường Việt Nam. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị phía Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn tất tẩy độc sân bay Đà Nẵng và triển khai tẩy độc sân bay Biên Hòa, tăng cường hợp tác tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thiên tai, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng. Thượng nghị sĩ John McCain bày tỏ vui mừng trở lại thăm Việt Nam, bày tỏ quan điểm của Hoa Kỳ ủng hộ tự do hàng hải, hàng không trong khu vực, hợp tác giữa các quốc gia nhằm ngăn chặn những nguy cơ về an ninh đối với sự phát triển ổn định. Chia sẻ với mối quan tâm của Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, môi trường ổn định là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ quốc gia nào trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam kiên trì lập trường giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp ngoại giao, đối thoại, dựa trên luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cũng như các cơ chế của ASEAN như DOC hướng tới COC.